Tôi có hơn 4 triệu đô, chưa kể là tài sản và nhà bên Mỹ. Vậy mà người ta nói là tôi bắt cóc con của mình để tống tiền 50.000 đô. Ông Trần Hoàng, tức là Hoàng Kelly, cha của hai bé gái nói như vậy. Chiều ngày 12 tháng 3 tại căn nhà 6 tầng nằm ở đầu hẻm đường Nguyễn Trãi, quận 5, thành phố Sài Gòn. Ông Trần Hoàng, tức là Hoàng Kelly, 45 tuổi, ngồi trước cửa nhà, mặt buồn rũ rượi. Ông cho biết bản thân bị hàm oan khi có người nói rằng ông bắt cóc hai con gái để tống tiền mẹ ruột. Sau nhiều ngày bị công an tạm giữ để điều tra, đến tối thì ông Hoàng đã được cho tại ngoại. Kể về chuyện hai cô con gái ông bị bắt cóc, người cha 45 tuổi chia sẻ là có quen biết với bà Trương Thanh Hương, là một Việt kiều Mỹ 50 tuổi. Khoảng 2 năm trước, bà Hương về thành phố Sài Gòn, thấy bà ở khu Bình Tân phức tạp, nên ông nói người này dọn về nhà mình để mà sinh sống. Kể từ đó, ông cùng mẹ ruột xem người phụ nữ này như là người thân ở trong gia đình. Hai cô con gái của ông Hoàng cũng xem bà Hương như là mẹ của mình. Từ nhỏ quấn quýt với nữ Việt kiều Mỹ không rời. Bà Hương sống trong nhà của ông Hoàng cũng đàng hoàng, nên khi xảy ra vụ việc, không ai mảy may nghi ngờ bà ta. Vào ngày 7 tháng 3, ông Hoàng ra sân bay đón người bạn rồi trở đi công việc. Bà Hương có nhắn là chiều hôm đó sẽ đón hai cháu gái thay vì để xe của trường đưa rước rồi dẫn đi chơi. Đến chiều không thấy con gái về, ông gọi cho bà Hương thì người này bảo là mắc công việc không đón được và nhờ người giúp việc Lâm Thị Phương Dung, 15 tuổi, quê Trà Vinh đến đón. Đến chiều tối vẫn không thấy con về, ông Hoàng tỏ ra sốt ruột nhưng điện thoại của Dung không liên lạc được. Một lúc sau thì bà Tống Thị Cúc, 70 tuổi, nhận được tin nhắn của số điện thoại lạ với đại ý ba cháu gái, kể cả Dung, đã bị bắt cóc và yêu cầu gia đình chuẩn bị tiền. Lo lắng con gặp chuyện, cả gia đình ôm nhau khóc nức nở. Sau đó họ đã trình báo vụ việc lên công an Việt Nam. Tối ngày 12 tháng 3, Lâm Thị Phương Dung trực tiếp dẫn hai bé gái ra khỏi trường học để được ông Hoàng bảo lãnh tại ngoại. Ông Hoàng cho rằng cô bé này khờ dại nên bị bà Hương lợi dụng đưa vào vụ án. Dung kể là sáng ngày 7 tháng 3, bà Hương nói là Dung cùng đi tới trường đón hai bé. Sau khi đó, nữ Việt Kiều đã thuê xe ôm chở Dung cùng hai bé gái tới một nhà trọ ở quận Bình Tân. Toàn bộ hộ chiếu của hai bé được bà Hương đem theo. Những ngày hai bé gái bị bắt cóc thì người phụ nữ cho hai bé ăn mì gói và uống thuốc ngủ. Cô Hương nói là mẹ của hai bé đến quầy nên đưa hai cháu đến đó lánh mặt vài hôm rồi về. Cô Hương còn dùng điện thoại của con để quay phim bé lớn nói nhớ bà nội và nhắn là họ tới đưa cháu về. Điện thoại của con sau đó bị cô Hương tháo hết sim. Con tin nên làm theo chứ cô không hứa cho con gì cả. Dung kể lại như vậy. Trong khi đó, bà Tống Thị Cúc cho biết bà xem nữ Việt Kiều như là người thân ở trong gia đình mình. Khi xảy ra vụ việc, bà Hương diễn cảnh buồn bã, gào khóc rất nhiều. Thấy bà Cúc mệt, ngủ gật trên ghế, người phụ nữ còn tỏ ra quan tâm, lấy gối và mền đắp cho. Tôi không bao giờ nghĩ Hương lại làm như thế, gia đình tôi đối xử nó rất tốt, chẳng bao giờ nặng lời với nó, và nó đóng kịch quá hoàn hảo. Thiệt là không thể ngờ được, đến khi công an đến nhà đưa nó đi thì tôi mới tá hỏa, và Cúc tâm sự như vậy. Mấy ngày bị tạm giữ để điều tra, râu tóc của ông Hoàng dài hẳn ra. Người đàn ông cho biết là mấy ngày tại đồn công an, ông không ăn gì, lúc mệt thì ngủ thiếp đi. Tại cơ quan điều tra, bà Hương đã khai ngược là tố người bố đó là chủ mưu, đã bắt cóc con gái của mình. Bà Hương cho rằng mình chỉ làm theo những gì mà lời ông Hoàng hướng dẫn để lấy 50.000 đô từ người mẹ ruột của hai cháu bé mà thôi. Gặp lại hai con gái tại trụ sở công an, ông Hoàng mừng rỡ, khóc hết nước mắt. Thế nhưng từ một người có con bị bắt cóc, ông đột nhiên trở thành nghi can chủ mưu bắt con gái tống tiền mẹ ruột của chúng. Sau khi được công an điều tra làm rõ và cho tại ngoại, ông Hoàng lên mạng xem báo và đọc những thông tin nói rằng ông bắt cóc con gái tống tiền, khiến cho ông vô cùng tức giận. Chỉ vào những tài sản trên người, ông Hoàng nhấn mạnh cái nhẫn này giá là 40.000 đô, cái đồng hồ cũng tầm đó. Cái xe Grand Rover đậu trước cửa nhà có giá là 8 tỷ đồng, còn căn nhà này giá khoảng là 2 triệu đô. Vậy mà có người lại nói là tôi bắt cóc con mình để mà tống tiền. Chưa hết,
Ông còn cho biết là xung quanh căn nhà ông đang có còn thêm 4 căn khác, tổng trị giá là hơn 4 triệu đô. Trước cả tài sản và nhà bên Mỹ, ông buồn và bức xúc với những thông tin thất thiệt gây hại đến uy tín của ông. Ở Sài Gòn này, nói đến Hoàng Cali thì không ít người biết, giờ ai cũng gọi điện tới hỏi này hỏi kia. Có người còn chọc hết Hoàng Cali hay là chuyển sang là Hoàng bắt cóc khiến cho tôi buồn. Hồi dữ còn không ăn thịt con, tôi mà bắt cóc con mình thì khác gì là thú vật. Ông Hoàng bức xúc. Ông Đức 51 tuổi, một hàng xóm gần nhà của ông Hoàng cho biết, người cha này vô cùng yêu thương hai con gái của mình. Ngoài ra ông Hoàng giàu có, quanh đây ai cũng biết danh tiếng. Khi nghe tin là ông bắt cóc con của mình để mà tống tiền mẹ ruột thì cả khu này chẳng có ai tin. Kính thưa quý vị, nhìn lại quá khứ một chút. Tính từ năm 2008 thì theo thống kê của Mỹ cho đến năm 2013 thì số người Mỹ xin hưởng food stamp tăng 70%, đạt đến con số là 47,8 triệu người vào cuối năm, theo tin của MSN. Điều đáng ngạc nhiên đó là 15% dân số toàn quốc nhận trợ cấp này, tăng gần gấp đôi so với năm 1975. Thời gian mà nước Mỹ lâm vào tình trạng lạm phát cao do hậu quả của kinh tế suy thoái và khủng hoảng dầu hỏa. Năm 2012 thì Hoa Kỳ đã chi ra số tiền kỷ lục đó là 74,6 tỷ USD cho phúc lợi food stamp, cao hơn gấp đôi mức chính phủ phân phối trước khi quốc gia gặp cơn đại suy thoái. Tình trạng suy thoái chính thức kết thúc vào năm 2009 và nền kinh tế đã cải thiện dần từ khi gặp phải cuộc khủng hoảng tài chính và vụ nổ bong bóng nhà đất. Trong thời gian gần đây năm 2017, nước Mỹ gánh chịu liên tục những trận thiên tai như lũ lụt, hỏa hoạn ở tại một số tiểu bang gây thiệt hại khá là nghiêm trọng và ảnh hưởng trực tiếp một cách sâu rộng đến đời sống của người cư dân. Điều ảnh hưởng nặng nề nhất đó là ảnh hưởng đến nồi cơm, đến công việc, làm ăn của người dân đã khiến cho họ lâm vào những cảnh khốn cùng. Và nhiều gia đình đã lâm vào cảnh không nhà, không cửa. Chính vì thế vừa qua chúng ta đã thấy ở Florida, hàng người rồng rắn đã xếp hàng để mà chen chúc chờ đợi lãnh những cái phiếu trợ cấp về thức ăn để nhằm cho cuộc sống được dễ dàng hơn cũng như là nhẹ nhàng hơn. Có thể hậu quả do những trận thiên tai lại làm cho các thêm nhiều người xin trợ cấp food stamp. Bên cạnh đó cũng là do thị trường việc làm tiến triển chậm và hơn nữa tiêu chuẩn xét cấp phúc lợi này dựa theo thu nhập và mỗi cá nhân được nới rộng hơn vào năm 1996. Khi mà cựu Tổng thống Bill Clinton đã đưa ra chương trình cải tổ hệ thống phúc lợi welfare. Cũng nhìn lại năm 2013, việc cắt giảm food stamp đã khiến cho 47 triệu người Mỹ đã bị ảnh hưởng một cách trực tiếp. Hơn 47 triệu dân Mỹ được nhận trợ cấp bằng phiếu thực phẩm food stamp bị ảnh hưởng vì biện pháp cắt giảm của liên bang kể từ thứ Sáu, ngày 1 tháng 11 năm 2013 trong quá khứ trước đây. Theo tính toán của Bộ Nông nghiệp USDA, trợ cấp cao nhất cho một gia đình 4 người đó là 668 đồng. Và bây giờ sẽ bị giảm bớt chỉ còn 36 đồng mỗi tháng. Nếu trợ cấp là 200 đồng thì sẽ bị giảm là 11 đồng. Ở tại California, hơn 4 triệu dân thụ hưởng chương trình SNAP. Và cũng theo tính toán của Bộ Nông nghiệp, một bộ gia đình 4 người sẽ mất khoảng 21 bữa ăn mỗi tháng. Hai đảng ở Quốc hội đã không đồng ý về ngân sách SNAP có liên quan đến ngân sách trợ cấp nông nghiệp. Hạ viện Cộng hòa đã biểu quyết dự luật cắt giảm SNAP thêm 40 tỷ USD trong 10 năm. Nhưng mà Thượng viện Dân chủ chỉ đề nghị là cắt giảm 4 tỷ USD. Cũng liên quan đến vấn đề trợ cấp food stamp, cũng sợ bị trục xuất và nhiều di dân bất hợp pháp đã không dám lãnh food stamp. Việc lùng bắt thành phần di dân bất hợp pháp của chính phủ Donald Trump đang khiến nhiều người thuộc giới nghèo phải có quyết định ảnh hưởng trực tiếp tới cái dạ dày của họ, đó là rút khỏi chương trình nhận trợ cấp thực phẩm vì sợ bị trục xuất. Theo giới tranh đấu cũng như là thành phần di dân, những người không phải là cư dân hợp pháp ở Mỹ không được tham dự vào chương trình có tên chính thức
đó là chương trình trợ giúp dinh dưỡng bổ sung, viết tắt đó là SNAP. Nhưng trong nhiều gia đình nghèo ở Mỹ, có lẫn cả những cư dân hợp pháp và bất hợp pháp, như các trẻ có quốc tịch vì sinh ra ở Mỹ. Trong những trường hợp này, thường thì người lớn vốn là di dân bất hợp pháp, nộp đơn xin trợ cấp thực phẩm. Một số người trong số này nay cảm thấy điều đó thực là nguy hiểm dưới thời của chính phủ Tổng thống Donald Trump, do việc thi hành luật di trú là ưu tiên hàng đầu. Trên khắp nước Mỹ, có nhiều câu chuyện về người di dân bất hợp pháp từ chối nỗ lực của các tổ chức thiện nguyện nhằm ghi danh họ vào chương trình Food Stamp, không xin tái cấp hay là rút khỏi chương trình này vì là e rằng họ sẽ bị trục xuất. Họ không muốn viết tên và địa chỉ của họ lên mẫu đơn chính phủ vì họ sợ là sẽ bị tìm ra và bị trục xuất. Theo lời của bà Tira Smith, giám đốc điều hành cơ quan thiện nguyện công giáo ở Orange County, California. Chương trình Food Stamp mỗi tháng cấp trung bình vào khoảng là 120 đồng cho mỗi người trong gia đình để mua nhu yếu phẩm theo thời điểm hiện tại. Những người tranh đấu cho quyền lợi di dân nói rằng có quyết định không nhận phiếu thực phẩm là cả sự suy nghĩ đắn đo, bởi lẽ có thể họ sẽ lâm vào cảnh khó khăn hơn. Điều đó có nghĩa rằng ít thức ăn trên bàn hơn và số lần ăn có thể ít hơn trong các gia đình mà trẻ nhỏ có quyền được hưởng vì chúng là công dân Hoa Kỳ. Theo ông Andrew Hammond, một luật sư tại trung tâm Section Server ở Chicago, cho hay như vậy. Hiện là khó mà xác định rõ ràng mức độ sâu rộng của hiện tượng này. Con số người nhận food stamp tiếp tục giảm cùng với sự phục hồi sau cuộc đại suy trầm và người ta có thể ra khỏi chương trình này vì nhiều lý do khác nhau. Có những lý do khách quan, cũng có những lý do chủ quan do cuộc sống của họ tốt lên. Ông Mark, một người nổi tiếng tranh đấu đòi giảm thành phần di dân bất hợp pháp vào Mỹ, đã nói rằng tình trạng của những người này chỉ phản ánh một thực tế là rõ ràng là nhiều người đến Mỹ không có được khả năng cần có để đi làm và kiếm tiền để sinh sống bản thân mình. Đây là một sự bắt chẹt lòng nhân, giống như là nói rằng nếu người Mỹ quý vị không cho tôi tiền, tôi sẽ không thể ở lại đây và nuôi các con của tôi, ông cho hay. Nhưng đó là sự lựa chọn của họ, không ai buộc họ phải lén trốn vào Mỹ. Ông cũng nói tiếp như vậy. Trong tài khoá năm 2015, có khoảng 3,9 triệu trẻ nhỏ sống với cha mẹ không phải là công dân Mỹ, nhận tem phiếu thực phẩm và theo Bộ Nông nghiệp Mỹ là cơ quan điều hành chương trình này cho hay như vậy. Trên trang web của mình, Bộ Nông nghiệp Mỹ thì nói rằng những người không là công dân Mỹ cần phải biết là họ sẽ không bị trục xuất hay là cấm không cho trở thành thường trú nhân chỉ bởi vì là họ nộp đơn hay nhận các quyền lợi từ chương trình SNAP. Lao động Việt được đánh giá là không biết nhìn xa trông rộng. So với lao động các nước, lao động Việt nhận mức lương thấp. Phần lớn lao động Việt Nam tại Mỹ vẫn hướng vào những nghề không cần bằng cấp như là nghề làm móng, nối mi, v.v. Cụ thể là năm 2017, có 1.253 người Việt xin thẻ xanh diện lao động kỹ năng tại Mỹ. Tính đến thời điểm xin thẻ xanh, lương năm của một người Việt tại Mỹ chỉ dừng ở mức 38.984 USD trên một năm. Trong khi đó, lương của lao động Ấn Độ là 107.771 USD trên một năm. Trung Quốc là 95.344 USD trên một năm. Còn Hàn Quốc là 44.684 USD trên một năm. Đối với nước Anh là 128.454 USD trên một năm. Đài Loan là 87.961 USD trên một năm. Ukraine 103.453 USD trên một năm. Bangladesh là 92.407 USD trên một năăm. Liban là 131.382 USD trên một năm. Nepal là 92.282 USD trên một năm. Lý giải về điều đó có vẻ như là vô lý này. Ông Đinh Công Bằng, chuyên gia công nghệ thông tin làm việc cho chính phủ Mỹ tại tiểu bang Florida thì cho rằng một phần là do lao động Việt tại Mỹ chỉ có bằng đại học, trong khi công dân các nước khác có bằng cao học, tiến sĩ hay là các bằng chuyên môn khác như là dược sĩ và bác sĩ. Lao động Việt Nam tại Mỹ cũng chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc trước khi xin thẻ xanh.
Hay nói là cách khác, họ xin thẻ xanh ngay ở công việc đầu tiên sau khi đặt chân hoặc là bắt đầu có việc làm ở Mỹ. Nếu họ biết chuyển việc khoảng vài ba công ty thì sẽ có lương cao hơn. Ông Bằng nói như vậy. Bên cạnh đó, vị chuyên gia có nhiều năm trợ giúp về du học, việc làm và định cư cho người Việt Nam tại Mỹ này nhận định rằng lao động Việt còn làm những ngành nghề có mức lương thấp. Những ngành lương cao nhất thường chưa đến tay người Việt, đơn giản là vì chúng ta chưa đủ trình độ. Không những làm việc lương thấp, người Việt còn làm ở vùng sâu, vùng xa, không phải ở trung tâm. Cùng một ngành nghề nhưng nếu làm ở thành phố lớn có thể nhận được mức lương gấp rưỡi hay là gấp đôi một cách dễ dàng. Ông Bằng cho biết như vậy. Lao động Việt phần lớn cũng làm việc cho các hãng nhỏ, công ty nhỏ. Có thể là vì các hãng lớn trả lương cao chưa biết nhiều đến lao động Việt Nam. Trong khi các hãng nhỏ trả lương thấp sẵn sàng thuê người Việt vì chi phí thấp hơn. Một lý do quan trọng nữa, theo ông, là lao động Việt chưa biết cách đàm phán lương hiệu quả. Kinh nghiệm phỏng vấn lao động làm phụ nữ châu Á, tôi thấy phụ nữ Á đàm phán lương rất kém, có lẽ là do yếu tố văn hóa, ông Bằng chia sẻ như vậy. Qua kinh nghiệm phỏng vấn lao động là phụ nữ Á châu, tôi thấy phụ nữ Á đàm phán lương rất kém, có lẽ là do yếu tố văn hóa. Đồng tình với ông Bằng, một số chuyên gia khác có kinh nghiệm trong lĩnh vực này cho biết rằng, đa phần người Việt xin thẻ xanh diện lao động kỹ năng ở Hoa Kỳ với mức lương chỉ tầm là 20.000 USD trên một năm. Rất ít lao động xin thẻ xanh với mức lương trên 100.000 USD trên một năm. Theo anh Sơn Nguyễn, một chuyên gia hiện đang làm việc về di trú tại Los Angeles, thì số lượng người Việt xin cấp thẻ xanh nhiều như vậy là do bị lừa đảo về visa EB-3, một loại visa định cư cho phép các công dân nước ngoài thuộc diện lao động lành nghề, chuyên gia hoặc là các hình thức lao động khác nhập cư vào Mỹ để được cấp thẻ định cư vĩnh viễn. Và anh cho biết là có rất nhiều người Việt bị lừa về điều này khi muốn xin thẻ xanh sang Mỹ làm việc. Theo anh Sơn, các đối tượng dùng những thủ đoạn rất tinh vi để lừa người Việt vì hệ thống di trú Mỹ khá là phức tạp, nhất là diện việc làm. Họ đánh vào EB-3 vì để được cấp visa loại này, lao động cần phải có bằng cử nhân, nhưng có định nghĩa rất mơ hồ rằng là công việc chỉ đòi hỏi 2 năm kinh nghiệm. Thường là những nghề đặc thù, họ làm sai lệch thông tin là nghề lao động tay chân cũng được, và đúng là luật không cấm, anh Sơn giải thích. Bên cạnh đó, anh Sơn chỉ ra rằng có những hãng xưởng bảo lãnh hàng trăm chứng chỉ lao động. Trên một năm, họ lấy số lượng trước nên bắt lao động Việt đóng tiền từ khi mở hồ sơ đến bắt đầu. Mà người Việt thì nghĩ là chứng chỉ lao động là gần đến thẻ xanh rồi. Theo anh Sơn tìm hiểu, số tiền phải đóng lên đến là 40.000 đến 70.000 USD cho một gia đình. Sau đó, chứng chỉ lao động còn viết tắt là PERM bị từ chối sẽ bỏ qua vì họ đã nhận tiền rồi. Nếu em may mắn được chấp nhận, phần lớn thì dựa vào may mắn thì họ lấy tiếp tiền của bước E-140 và E-1485, những mẫu đơn di trú Mỹ, rồi cuối cùng vẫn sẽ không có thẻ xanh. Nói tóm lại, anh Sơn cho rằng vì visa H-1B, lao động có tay nghề cao, lương cao, thường lương sẽ không thể dưới 40.000 USD. Và đa số người xuất phát từ visa H-1B mới làm thẻ xanh diện việc làm, nên tất cả những điều này đã tạo ra những con số ảo về số lượng xin thẻ xanh của lao động Việt. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.